Hỏi, tại sao khi thuyết pháp, Phật thường hay phóng hào quang? Đáp, vì Ngài muốn cho chúng sanh mau khai ngộ. Trong lúc cuối cùng, khi Phật giảng thuyết kinh Niết Bàn, Ngài phóng quang ở mặt rồi thu quang về miệng. Đó là biểu hiện đi là như như, đến cũng là như như. Đi cũng là đi đến trí huệ quang minh tạng, trở về cũng là quay về trong quang minh tạng. Nhưng chúng sanh chỉ biết đi mà không biết quay về, cho nên nói lăng phóng bất năng thâu. Nói vậy cũng tức là chỉ cho vọng tưởng của chúng ta. Chúng ta có thể phóng ra thì sau đó phải thâu trở về cho được. Nếu chỉ biết phóng quang ra mà không biết thâu quang về thì là không thể đến đi như ý mình. Vậy tức là không có linh động trong sự học hỏi và thực hành. Chúng ta phải biết phóng, biết thâu, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không, không gì mà không thể làm được, tâm như ý, tự tại vô ngại. Phải chăng Phật phóng quang là để cho người ta thấy? Không phải. Vậy Ngài cho người ta thấy hào quang để làm gì? Có phải cũng giống như phàm phu chúng ta là muốn làm quảng cáo chăng? Hoặc là giống như người muốn biểu lộ sở trường đặc biệt của mình ra cho người khác biết? Không phải như vậy đâu. Phật phóng quang là để chiếu phá vô minh của chúng sanh. Mỗi một chúng sanh trong pháp hội đều được hào quang của Phật chiếu sáng. Cho nên nói, Phật quang phổ chiếu, vũ lộ quân chiêm. Nghĩa là Phật chiếu ánh hào quang đến mọi nơi như mưa cam lồ dưới đều lên khắp chốn. Lúc này tất cả chúng sanh đều được hào quang của Phật gia hộ. Tức là chúng ta gieo xuống hạt nhân thành Phật, tương lai nhất định sẽ thành Phật.